Hello, chào bạn. Chào, chào bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Anh Ba Phải. Thì sáng hôm nay anh em mình vừa suy nghĩ ra được một ý tưởng có liên quan về suy nghĩ tuổi thơ nha các bạn. Sao anh em? Hả? Dễ anh. Giờ này mới ăn vậy anh? Anh tụi bay hối hối tao quá, chưa kịp ăn sáng nữa đi quay rồi. Trời ơi. Xong ăn xong. Ừ. Đó đi công chuyện mẹ đâu. Trời ơi cái miệng mà. Mà ăn gì anh? Ăn cho nè. Ăn gì vậy? Ăn bánh gì? Bánh lá hay gì á? Bánh lá. Bánh lá hả? Bánh lá hả? Trời ơi. Anh mua. À. Anh mua chỗ bà Tám bánh chuối chiên đúng không? Đúng rồi. Hèn chi sáng ngày em lên mua chuối chiên của bà ăn. Bà nói em á là thằng nào trong tim con mượn bà cái tô ăn cái gì á. Bà đòi kìa. Trả đi bà ơi. Bà có xem được clip này á, cho mượn tô ăn hết clip bà quay lại ăn trả cho. Không sao đâu. Ủa mà nó chỉ cho miếng anh Thành. Quá đi. Mấy bay rồi. Mấy bay rồi. Rồi xin tao nữa anh chị. Không cho đúng không? Ừ. Nhìn đánh đáy. Thôi bạn, anh Thành ham ăn lắm. Anh Thành không cho chứ gì. Rồi được. Anh em khỏi xin nữa. Anh không cho thì mấy em đi làm một cái mâm siêu to khổng lồ, mâm bánh lá cho anh nhịn ăn luôn. Cái nghe nó sợ sặc luôn rồi. Sợ chưa? Thôi bạn, mình định quay về cái xe ghi tuổi thơ nhưng mà bây giờ mình tại anh Thành ảnh không cho mấy anh em mình ăn bánh lá nên là anh em mình sẽ quay về một cái xe ghi mà truyền thống nha các bạn, đó là làm bánh lá để cho anh Thành nhìn miệng, không cho anh Thành ăn luôn. Mấy anh em đồng ý thì mình đi luôn nha các bạn. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, anh em mình bắt tay đi mua dụng cụ đồ rồi bột đồ làm bánh lá nha các bạn. Bây giờ anh em mình đi thôi. Bây giờ anh em mình bước đầu tiên muốn làm được một cái bánh lá mơ á thì anh em mình phải có lá nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi 25 mít với lá chuối đúng không? Thường thường thôi, khỏi 25 mít đi. Thường thường người ta làm lá mít là quá bình thường rồi, giờ mình làm bằng lá chuối đi. Đó người ta cũng làm lá chuối luôn mày. Ồ vậy hả? Ừ. Vậy mình làm hai món luôn đi. Lá mít lá chuối. Lá mít lá chuối. Ok. Ok giờ. Nè có cây mít nè để tao chặt nha. Ơi mày. Sao? Không được không? Cây mít này của người ta đi. Làm lá mì được mày? Đó giờ tao thấy chưa ai làm luôn. Sao mày không làm lá ngón á? Là lá gì? Lá ngón á. Ăn xong là nằm luôn. Lá kế nè. Ủa. Cái gì? Lá này được không? Trời ơi, mày ăn cái dục cái mỏ cái gì? Lá này dài mày. Thôi nó chứ đi cắt lá chuông nguyên đi. Thì mày theo mình biết á, bánh lá này với bạn là bánh lá từ lá này nha các bạn ơi. Bánh lá truyền thống nha các bạn. Mày nghe sự tích của tao với người thật chưa? Sự tích gì? Ngoài luôn nè. Hả? Nhớ clip mà gì mà cái clip gì mà trái cây á. À. Trong này luôn. Cái lá nó nguyên hết ta. Chim nó nguyên hay lá nứt vậy ta? Ghê lắm. Ghê gì? Thằng thật có leo lên cái chuối nè. Ừ. Cái vừa leo tới buồng chuối. Ừ sao? Gì kể nó nghe thật. Rồi tao dụ nó có con rắn. Ừ sao? Mày giờ có rắn thiệt. Nó bóng xuống luôn. Chặt lá nào? Thôi, chặt lá nguyên á. Nè. Cái ngọn của người ta mày chặt cho dục cái chuối gì? Ở trong này chuối. Lá nhỏ vậy được không ta? Kiếm cái lá nguyên là được rồi. Đi ra ngoài này đi. Đi một hồi thì mới có được một cái lá nguyên nha các bạn. Chắc được à? Tước luôn ha. Thôi, để vô cho. Ừ, tước cũng được. Chặt đôi ra xong tước. Hay là rửa rồi tước ra. Tước xong rửa. Mày rảnh chứ hả? Ừ, tước vậy đó. Rồi, được một miếng. Vậy hả? Ừ. Tưởng hư rồi chứ. Hai miếng. Thôi, mình thường xé ra nữa. Mấy bạn làm mấy khâu này phải kỹ nha các bạn. Không lá mà nó gắt như thế là hư. Còn mà mấy bạn mà nắng bột á mà dày quá thì bánh nó không chín nha các bạn. Nó cứng. Rồi. Cảm ơn. Một lá nữa nha các bạn. Cái này anh em mình chỉ cần tước đầy vỏ này thôi là đủ rồi mấy bạn ơi. Làm coi chừng nó dư luôn á. Mấy anh em mình làm cho anh Thành thèm chơi. Anh Thành thèm luôn nha các bạn. Tại vì sáng anh Thành ăn không cho mấy anh em mình. Được lắm. Đợi đấy anh Thành. Nhiều rồi. Chưa. Thêm 2-3 lá nữa.
mấy anh em mình bứt lá chuối đủ rồi nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi vô bứt lá mít xong rồi rửa nó là đủ, là mình nắng luôn các bạn ơi. Không biết mấy anh em kia đi mua bột rồi chứ nữa. Anh em mình hái lá mít luôn nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ rửa lá nha các bạn. Ở Hoàng dạ. Thì rửa nhẹ nhẹ thôi, hồi sơ sơ thôi, mình lấy khăn mình lau được rồi. Coi chừng hồi gạch lá khó quấn lắm. Ừ, để đi xong mấy anh em mình đi phơi nắng. Bố cái thằng kia lên phụ mày. Ê, hả? Mày sướng quá mày. Nhưng mệt còn chút cũng cho nữa. Vô làm mày. Mày có nghe câu có làm thì mới có ăn không? Xã hội này làm ăn bươn chảy, có làm thì mới có ăn. Đừng nói câu sau à. Không đừng có làm mà lại có ăn đúng mà. Mày ăn cái. Thôi bỏ bỏ. Cái okay. Cái đi. Sao ông không tách ra? Mày nói mày tách ra đi. Nãy giờ mày có nghe tao nói gì đây không? Không. Tao nói á là mình phải bỏ ở đây, mình lấy khăn mình lau sơ quá thôi. Hồi mình đi phơi nắng để hồi nó gắt, mày hiểu không? Không kệ, thông cảm đi. Ôi, thằng này nó lúa lắm các bạn ơi, nó không biết làm đâu. Bỏ lắm mất đâu rồi. Từ to mày. Cái này phải ngâm muối nó mới ra mũ được. Mày cao nhất cái chê vậy hả? Nghe mà tao đi, tao chuyên gia làm bánh khọt mà. Bánh khọt. Cái này mày làm bánh lá, mày làm bánh khọt có liên quan không? Anh em mình phơi ở ngoài nắng để cho nó khô rồi, hồi anh em mình quấn cho dễ nha bạn. Mấy cái lá nào đẹp đẹp đi để. Sao mày không bỏ vô gỗ luôn à? Lá mít có cần khoai không? Lá mít trong phòng để vô gỗ đi. Làm bánh lá phải cực công lắm nha các bạn, chứ không phải mà làm cái màu rồi xong đâu. Anh em mình phải quấn trộn lột nè, rồi quấn. Ờ ok ok. Quấn xong rồi anh em mình phải đem đi hấp nữa. Ok ok. Đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mày... Không thấy sức ăn của mấy ông nội kia như cái hạm đội hả? Ăn hết không có trời. Hết. Như đó coi chừng mình thiếu đó. Hello các bạn, thì mình với anh Hảo với thằng Thành sẽ đi hái lá mơ nha các bạn. Đây đặt. Gì? Nãy nó không cho tao ăn rồi, thôi để tao đi về luôn chứ mày kêu tao đi hái làm gì mày. Trời ơi, để cái gì mày làm nhiệt tình vô. Là mấy nó thấy mày làm nhiệt tình nên nó cho nó kia nó cho mày ăn rồi sao? Nói cái này dòng họ anh đúng không? Ê đặng, thấy lá này được rồi mày. Cái gì? Lá này nè. Này hả? Ừ. Tào lao mày làm bánh cho nó bự. Tào lao mày ơi. Tào, về chỗ nào nào? Ê. Đây là 3 bụi, 4 bụi lá mờ. Số này mày. Ê mày, này bẻ gì giống ăn thịt chó chứ mày. Mày ghi thịt chó quá rồi, mày liên tưởng thịt chó luôn hả mày? Ừ đúng rồi. Mày đắng. Cái gì? Nó nghe cái này nè. Sao không? Nói đi. Lấy cái này là thực phẩm màu là đúng bài luôn nè. Sao ạ? Đây có hai chai này nè mày. Cái gì vậy? Qua đây, qua đây, qua đây. Hai chai này làm thực phẩm màu là đúng bài luôn. Trời ơi, hai chai thuốc gậy của ta làm thực phẩm màu gì mày? Ăn vô. Ăn vô sao anh hả? Không, ăn vô dưỡng sinh bất lão chứ. Thôi, mà hái vừa vừa thôi anh em ơi. Chắc nãy giờ cũng nhiều đó. Ăn đâu nhiều. Ăn nhiều quá hả? Cũng hôi nách nữa. Hôi lên mày ơi. Mày chỉ hôi nách luôn á. Ăn xong hồi dẹp nách. Mày cũng nghe câu lấy độc chi độc không? Lấy cái này chị đọc nè. Ờ. À, vô, cái này cưng nói cưng ăn vô bị hoa nách luôn. Bị hoa nách đúng không? Ăn vô sẽ hết hoa nách. Lấy độc chị đọc. Dạ là thế nha các bạn. Vậy là ngay mai là mình mua là cả bao lá mơ giờ mình ăn luôn nha các bạn. Đúng rồi, cũng ăn đi. Ba anh em mình hái cũng xong nha các bạn. Giờ ba anh em mình đi lên nha. Rồi. Giờ mình sẽ đi gom lá chuối phơi nãy giờ nha các bạn. Ngon không? Anh em mình đã tới vị trí đi, anh em mình làm bánh lá rồi nha các bạn. Thì giờ là mỗi người một việc nha các bạn. Ba anh em thì là xay lá ngón ra nha các bạn. Cái gì? Alo, lá mơ. Anh em mình bước đầu tiên để có được một cái bánh ngon á các bạn là phải có nước của lá mơ nha các bạn. Nó trộn vô bột, nó hòa quyện lại với nhau. Đó, nó mới tạo ra một cái hương vị thơm ngon truyền thống bánh lá của quê hương nha các bạn. Chế nước vô cho dễ dầm nha các bạn. Văng với mày. Thôi
ơi, đây làm gì? Sẵn đây mình sẽ chỉ bạn là cách để các bạn dầm nó không bắn nước ra nha bạn ơi. Cách nào đây vậy hả? Đang cấp gì hả? Đầu tiên bạn phải có một cái cây như thế này nha bạn. Mày hướng dẫn ta cách không chặn nước ra mà mày hướng dẫn cái chài làm gì? Ở trong đây thì nhả mới bỏ nước vô nha. Mình sẽ hướng dẫn những bạn nha. Mình sẽ bỏ nước ra nè. Đó. Hay. Sau đó mình sẽ phun nước bọt của mình vào nha bạn. Nước bọt của mình nó có chất dẻo, đập nó không văng. Bố mày tao lại mày thật ra thật. Mày đổi vô cái ăn nhập viện hết luôn. Thôi tâm bình thường đi. Các bạn phải quay tay cực mạnh á, nó mới hay. Ủa lộn lộn, nó mới đặc sắc, nó mới nhìn ra. Nó quay tay nè. Thấy không? Từ từ thôi nhá, có chừng nước nó bắn á. Bắn nãy giờ này ướt mặt luôn nè. Cái này là anh em mình sẽ đâm nhuyễn ra, xong rồi sẽ bỏ qua một cái khay bên này để một hồi anh em mình bóp nó cho ra nước nha các bạn. Bóp mạnh nó mới ra nước. Bóp như giò xăm mới nha các bạn ơi. Ngửi cái thứ đây, ngửi thơm không? Thơm không? Trời túi. Này giống như dầm thuốc nam luôn nha các bạn. Cứ mà, bỏ vô dầm. Nhưng mà một khi mà đã làm thành một cái bánh lá ăn cực ngon luôn nha. Giống cái sáng tao ăn không? Khi công nha các bạn ơi. Đầu tiên là chúng ta phải có bột nè. Sau đó nắng bột nè, sau đó đi luộc, sau đó đi luộc rồi sau đó ta dầm lá thứ địch, sau đó bỏ mấy nước lá thứ địch, sau đó bỏ vô bột nha bạn, sau đó nặn xong rồi bỏ vô lá chuối nha bạn, sau đó gói lại và hấp nha bạn. Nãy giờ mày nói gì mày? Khá là đơn giản luôn nha bạn. Giờ hai anh em mình bắt đầu lột dừa để làm nước cốt dừa để chấm bánh lá nha bạn. Tao nhớ nhà mẹ tao lột dễ lắm, sao ra đây lột khó chứ ta. Mày phải nảy giống tao vậy nè, phải đúng kỹ thuật nó mới ra được. Mình lột xong nha các bạn. Thẳng tiện trái này có mọng luôn nha. Chút mình lấy mọng ra cho Ngân mới được. Cái gì cho mày? Thì cái dừa này của tao thì tao đập ra đưa mọng cho Ngân ăn. Mà dừa của tao á, mày lột thôi nhưng mà dừa của tao á. Nhưng mà ở trong tao làm tao ăn luôn. Mày làm gì? Tao nãy nè, Ngân. Công tao đi xin nè, nãy tao xin cực khổ lắm mày biết không? Xem nó bị cho dí đó. Kệ mày chứ, nhưng mà giờ cái này là của tao lột. Tao có công, tao cho Ngân ăn, ok. Mà vừa tao xin, hồi nãy cái giường ở dưới mày không vô. Nãy giường dưới quá trời vừa gớt luôn. Tao vô lụm xém bị chó dí mà mày không lụm mà bây giờ mày đòi ăn. Kệ mày chứ. Của tao thôi, nói chung là hồi là đập ra là cái mộng của tao. Ủa rồi, bên đây có nè. Ừ, cái đất mày đi. Ê lặng. Cái gì? Qua đây nói nghe này nè. Cái gì? Tao nghe tao quá, cái này con gái ăn tốt chứ mấy anh em mình ăn vô chắc không tốt. Ừ. Ê, tốt gì mày? Mày biết vậy thôi chứ hỏi gì nữa. Mày biết mày còn hỏi tao nữa. À. Cái này mình không có nói bậy nha bạn. Mà tại thì có người nói, người lớn nói nên mình nói lại thôi. Giờ mình sẽ trộn bột nha bạn. Còn anh Hảo thì sẽ đi lặt hành nha. Trời ơi, bột gì kỳ nữa, món cục không nha. Mi mà phụ tôi ơi. Bà bớt vị chi cho cực á. Để tôi đi mượn cái cối xay, cái xay cho nó nhanh á. Bà đi mượn đi. Tôi nói chơi á bà nội ơi. Bột này nè, hồi đổ nước vô là nó tự nhiên là nó mềm ra à. Bà bớt gì chi, phải không? Bà không tin tôi hay gì? Thấy nó món cục nhiều á nè. Còn bà đổ nước vô là nó tan ra hết hà. Nhảo anh Hảo ơi, nước đi anh Hảo. Ok, đây anh đây nấu cho. Ủa, cái này xài nước lá mơ mà bà kêu anh Hảo đi lấy nước chi vậy? Thì bà kêu lấy nước thì tôi kêu anh Hảo đi lấy nước. Bà Hảo lỡ mà anh Hảo lấy nước lọc rồi sao? Ai biết, bà kêu có nước. Anh Hảo ơi, lấy nước lá mơ ở nhà. Ok. Mình sẽ thêm một tí muối để dằn bột nha bạn. Giờ mình sẽ thêm bột năng nha bạn, cho bột nó dai nha. Để tôi quay. Sao anh Hạnh? Rồi sao phân biệt được cái lá thú địch với cái lá mùng tơi mày? Tao thấy hai lá này giống nhau á, với cái lá lốp nữa. Lá này lá mùng tơi hả? Không, lá thú địch á, cách để phân biệt á. À, dễ mà. Đây, ví dụ đây là lá của cây khoan diệp đi. Ừ. Thì mình hái từ cây khoan diệp xuống nó gọi là lá của cây khoan diệp. Ừ. Còn lá mơ thì hái từ cây mơ sẽ gọi là lá mơ, dễ không? Alo. Mẹ nói chuyện mà dốt với mày. Đó, chỉ có thế thôi. Ừ, hay. Quên hả? Sẵn đây mình sẽ
giới thiệu cho các bạn một loại thuốc nam thường để chữa trị bách bệnh luôn nha các bạn. Như là nhạt mũi rồi nè, bệnh sao lon nè các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ cho các bạn nha. Đây, hôm nay mẹ đang bệnh sổ mũi với sao lon nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy nó ra làm chụp bạch cho các bạn xem nha. Thì nếu mà các bạn gặp các trường hợp mà bị sổ mũi á, hay là nhạt mũi gì đó, thì các bạn làm theo mình nha. Chắc chắn sẽ hết, mà hết trong bệnh viện á, là kết thúc cuộc đời luôn các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ làm cho thật nha các bạn. Thật, lại đây cu. Đầu tiên thì chúng ta đâm nhuyễn lá phổi địch ra nha các bạn. Đâm nhuyễn lá phổi địch ra, chúng ta ngắt một đoạn nhỏ của nó. À, đúng rồi nha. Chúng ta khạc nước của nó đi. Rồi chúng ta đắp lên cái bệnh sao lon đó các bạn. Nè. Thôi rồi. À cái này không mày thôi, chưa im. Thầy nói im. Tao có bị gì đâu. Đắp lên bệnh sao lon chỗ này. Đó, bệnh sao lon chỗ này. Còn mà em mà muốn à hết rồi nha bạn ơi. Wow, cách này thật là tiện lợi nha bạn ơi. Còn quá thì quá còn nữa. Cách gì nữa thầy? Còn bệnh sổ mũi các bạn, hướng dẫn cho các bạn. Sổ mũi thì chúng ta không cần nhiều đó bạn, không cần mà nhai kỹ đâu. Ta để vô nách. What the hell? Chà chà mấy đường. Xong cái sau đó nhét vô lỗ mũi. Mày im. Mày đang làm chụp ảnh mà sau đó nhét vô lỗ mũi. Im để tao nhét. Gì vậy? Chị bắt bệnh á. Cái này tao ấy. Không có được. Là khác được. Không có được. Cái này mày nhét vô nách rồi nhét vô. Không đâu. Bắt bệnh. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Trời. Nha bạn ơi, cách này cũng tốt nha bạn ơi. Dành cho ngàn mũi nha bạn. Wow, mình đã thở được rồi nha bạn ơi. Quá hay nha. Sao? Đó, thấy chưa thành, thấy chưa? Hay hay hay. Rồi xong rồi quả. Đập đi. Rồi đây đập luôn nha. Ê đập xa xa nha mày, nước không á. Rồi. Quá cái món bự với mày. Ngon ngon ngon. Rồi nạo đi tao ăn cho. Tao nạo thì nạo đó, mày chừa tao với nha. Ok. Rồi mình sẽ thử mọng dừa nha các bạn. Mọng dừa mọng nước quá các bạn ơi. Thôi để đây trường quà đi, không phải chửi nữa. Mình lập trái tiếp theo nha các bạn. Đây mọng này còn cũng được. Giờ mình nạo xong dừa nha các bạn. Lại thằng quả đi quanh kia chơi rồi. Mình đem cái mọng dừa này đem cho Ngân nha các bạn. Đi thôi. Ngân ơi. Ngân. Dạ. Nè, cho cái mọng dừa nè. Đâu ra hả? Từ trong trái dừa ra chứ đâu. Chỗ đó. Cảm ơn nha. Bà nguyên không? Thôi tình cảm của hai ông bà sao tôi dám ăn được. Thôi ăn đi. Bà khách sáo thì cứ ăn một mình. Không có thèm nha. Bà cái đó ai mà thèm. Tôi ăn vô mất công tôi nghẹn cổ nói không được nè. Ngon không? Cũng ngon á. Chứ sao công sức tôi lọc cho giờ được cái mọng đó. Giờ qua qua phụ anh em mình nha các bạn. Giờ qua xé lá ra để cho nhà bỏ vô đâm gió dễ nha các bạn. Khúi người luôn. Dắp để lấy nước để trồng bọng nha các bạn. Thêm nước vô đây nữa. Thêm nước vô đây là ok. Chúng mình sẽ lọc qua một cái nữa. Anh em mình đâm xong rồi nha các bạn. Bây giờ là bóp cho nó lấy nước của nó ra nha các bạn. Đó, ra nước nè. Đây, thành phẩm nè. Cái đó chưa lược lại á, mình phải lược lại. Cái này mà ụp một cái là nhịn luôn nha bạn. Mày húp miếng thử quà. Cái gì? Húp miếng thử đây coi sao. Thật kìa. Ghẻ ốm nè, húp cái coi chừng. Trường sinh bất tử luôn. Ừ, chuột lên chuột bái nè. Sáu muối luôn thật, húp thử đây. Thôi. Rồi, nước rồi. Bỏ cái nước ra đi. Lấy vỏ này ra. Nè, đi đưa vô khăn. Còn nước á, nó không ngoài á, ngoài bìa đứng chế vô trong.
Đây chắc đầy tô này rồi đó. Thì tô này nhiều lắm á, dở ngoài. Ủa. Ê tụi bay đứng đây đi, tao lấy đồ lượt cái. Lòng lấy cái thao cái. Ê bay, nắng nó bị rồi xuống chưa bay? Em biết đâu. Qua phỏng vấn thôi anh Thành. Để mình đi qua phỏng vấn. Để mình đi qua phỏng vấn mấy thanh niên kia nha các bạn. Coi coi mấy thanh niên kia làm tới đâu nha. Hey slow. Hey Lily. Qua phỏng vấn mấy anh em làm tới đâu rồi? Đang đợi bên kia đưa nước qua nè. Bên anh là chậm nhất luôn rồi đó. Trời đất ơi, qua bển làm đi biết. Này dựa đâu đây đẳng, không lẽ dựa nhà mày nữa hả? Vậy dựa nhà mày hay gì vậy? Dựa tao nhưng lại chậm á, có tưởng đâu dựa mày chứ. Một ngày lát nữa mình sẽ làm công đoạn gì tiếp theo đây? Thì đổ nước ở bên kia vô, xong mày trộn lên, xong mày nắng là ăn. Hấp lên ăn. Vậy hả? Dễ vậy hả? Anh biết làm. Anh nhìn dễ thôi chứ nó khó lắm. Mày qua đây phỏng vấn rồi mày. Rồi ba mấy cục ốc châu này ăn được không? Được, bỏ miệng nhai là được hết à. Bỏ thử coi. Anh ăn thử không? Con đút trên hành ăn. Mấy thanh niên này cục xúc quá nha các bạn. Thôi về bên đây mình làm chút mấy đó. Ê vô đồ đậm đây. Quay trở lại nè anh em. Trở lại anh chị ạ? Nó nói mà làm chậm kìa anh em. Chậm gì? Bữa nãy giờ làm gì chưa? Qua xử. Qua xử anh Hòa. Nói mà làm chậm kìa. Chơi đi. Xử anh Hòa. Đứa nào trống? Nguyên á anh Hòa. Ngân hả? Nguyên. Gì trời? Dạ. Ngân hả? À, đúng rồi anh. Cái gì vậy? Đúng rồi không? Dạ đúng rồi. Bà Nguyên gì kìa? Dạ. Bà nói vậy. Cái gì? Ông đi về bển, ông làm gì qua đây, chỗ ta đang làm mày nha. Hả? Gì? Cái mộng vừa đâu? Mộng vừa gì của mày? Cái mộng vừa nãy tao kêu mày giữ đâu? Ủa mộng vừa gì của mày? Mày đừng có xạo, cái mộng vừa mà tao đưa mày đâu. Cái vừa mà tao nạo á, tao lột á. Thằng kia núp đó làm gì mày? Thằng kia bước ra đây. Anh Hòa xử hết luôn đi anh Hòa. Để anh lo. Sao cái mộng vừa đâu? Gì? Nãy tao thấy nó ngân ngân á. Gì tao ăn rồi mày? Nãy tao thấy nó đạo tao ăn rồi. Thiệt ghê. Thiệt mới đi ngang thấy luôn. Gì? Tao ăn rồi. Đẳng mày biết công sức tao vô không? Đẳng trời mày không vô lấy mà mày. Thôi kì kệ nó nghe mày. Cái này hay quýt lộn quá. Xong rồi anh em ơi, đi qua bển đi. Để. Nguyên hát kỳ đó mày. Mày tự xử nha con. Đã dữ trời. Bố ra. Thôi đem qua bản đó về. Dậy. Thôi bỏ đi khùng quá. Thằng này làm gì sau lưng tao à? Cái gì tao xin miếng nước. Bố mày. Giờ em sẽ dắt nước cốc dừa nha các bạn. Tao cầm mà. Đây, mày để tao cầm nha, mày dành nữa qua tới đây luôn rồi. Nguyên kêu tao cầm mà. Thôi, để tao cầm nha. Nè Nguyên. Có nước ra mời nha bạn, giờ mình sẽ trộn bột nha. Phải trộn cho mạnh tay với đều tay nó mới ngon được nha ngon. Ok. Anh em mình đã chuẩn bị hết rồi nha các bạn. Bây giờ là chỉ còn cái khâu mà quấn bột vô lá đó thôi, anh em mình sẽ đem đi hấp và sẽ thưởng thức cho các bạn xem nha. Thì trước khi mà anh em mình làm là anh em mình đã rửa tay nha các bạn, cho nên là mấy bạn thông cảm cho mấy anh em mình nha, tại vì nếu mà vang bao tay vô thì khó nặng lắm mấy bạn ơi. Ủa khó nặng bột lắm, cho nên là anh em mình phải bỏ bao tay ra, với lại anh em mình đã rửa tay trước rồi mấy bạn. Cho nên là mấy bạn yên tâm. Giờ mình sẽ lấy cục bột nặng thử nha các bạn. Nha các bạn. Bắt rắn hay gì vậy? Vũ chứ hả? Người ta để người ta nắng từ từ ra, này mày bắt rắn à. Nó nhanh. Thì anh em mình không có nặng được như người ta nha các bạn. Thì anh em mình chơi vũ luôn nha. Anh em mình vũ thì bánh nó sẽ đều và mịn hơn nha các bạn.
Mình xong cái nữa nha các bạn. Hay quá Thành ơi, nãy giờ mới được 2 cái à. Nãy giờ anh em đứa được mấy cái rồi? 3-4 cái rồi. 1 cái 2 cái. Mày 1 cái đồ. Mày hơn nó được cái mày. Nó hơn cái là được rồi. Giờ anh em mình sẽ bẻ củi vô hấp bánh nha các bạn. Mấy anh niên kia nấu cũng gần xong rồi. Bây giờ cắm cái đèn nè. Giờ mình bỏ bánh vô hấp nha các bạn. Giờ mình sẽ đi nấu nước cốt nha các bạn. Giờ mình thêm miếng muối nha các bạn. Xong mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ anh em mình cũng đã làm xong một cái mâm bánh lá rồi nha các bạn. Đây, anh cameraman ly vô. Đó, quá đã quá đã. Ngon kỳ vậy. Kỳ vậy. Ủa. Bánh lá con nào làm hay với đúng lá luôn nè. Tao á, tại tao làm á. Ừ, không uổng công sức của mấy anh em mình nha các bạn. Đã làm xong rồi. Xong hết rồi thì bây giờ làm gì đây? Thưởng thức, thưởng thức thành quả của mình đi anh em ơi. Anh Hảo. Ê, anh Hảo tuy hôm nay không làm được nhiều nhưng mà tại vì tay anh Hảo đang bị thương nha bạn. Đây, không làm nhiều, anh em mình không cần anh Hảo làm nhiều các bạn, chỉ cần anh Hảo vô là được rồi. Đó. Hỏi anh Hảo ăn đi anh Hảo. Ôi quên. Mấy này anh Hảo ăn được không? Được. Chứ không chứ nghĩ ăn cũng được. Thôi nói chứ ăn đi. Không nè nè, em chỉ cho nè, chứ nhớ cái thành không? Cái vụ gì không? Nhớ vụ gì chưa? Thành cầm gì đây? Không có cầm mày cho tao nói. Nhưng mà tao có phụ tụi bay mà, chứ đâu phải tao phụ đâu. Nhưng mà sáng anh không cho tụi em ăn. Đúng rồi. Thôi giờ thì nó cũng đã phụ rồi, anh em mình thôi. Nói thì nói vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà anh em thì lúc nào cũng đoàn kết nha bạn. Mai mốt nhớ chia cho tụi em nha, đừng ăn. Anh em ăn mấy cái bự bự này cho cảm nghĩ về tao làm ơi. Này tao ăn mà. Cục bự đó của tao ăn. Ơi. Ăn đi. Thôi cái chọc. Ở cái này có ai gói mà nó nhịp nét luôn rồi. Của tao luôn, cái đó là của tao đó. Chuyên nghiệp lắm anh nào. Mời các bạn ăn nha. Wow. Mời các bạn nha. Giỡn hả? Hình nghĩ nghĩa. Con lá sao chảy nước dưới trời. Ủa mà cái đó là hấp mà sao chảy nước được. Ừ, dài. Ngon quá à. Họ nó dai không nè. Tao gói mà sao không dai được đó. Trời. Bự vậy nó ăn mới đã. Nhét cho ngon ngập cổ họng luôn. Nhạc thở luôn. Nhạc thở chết luôn. Trời ơi. Con kia trời. Thế dễ lắm nha. Ăn ngập mồm là có thật. Rồi ăn cho cảm nghĩ nha đặng. Một cái ngập mồm luôn nè. Trời ơi. Sao tao làm sao? Quá đã. Sao dính dưới vậy? Mỏng quá, nó bị dính á. Ờ, chứ ai làm cái này mỏng quá. Mấy bạn nha, mấy anh niên này cứ đã không mà. Bây giờ mình cho ra cảm nghĩ của mình như thế nào nè. Đầu tiên á, nào mình phải nhai để mình mới cảm nghĩ được cái hương vị của nó nha các bạn. Mày ấu rồi, cảm nghĩ kỳ quá rồi, lúc đầu là hãy thử bánh ấy trước, bánh không trước. Bánh nó dai nè, chấm cái nước cốt á các bạn. Béo, thơm, mặn, ngọt, chua, không có chua nha các bạn. Béo, thơm, mặn, ngọt, mình nói các bạn nghe, trời ơi, nó hòa quyện với bánh, đã lắm. Nhã cũng cho cảm nghĩ rồi, mình cũng cho cảm nghĩ luôn nha các bạn. Đầu tiên cắn cái đi. Mới vô thì nó dai nha các bạn. Với lại đúng rồi, nó dai. Với lại nghe mùi lá húi địch. Ê nó đàng hoàng, tại nó lá lá bờ. Lá bờ. Một lá, lột lá. Ủa chưa kịp biêu xong mà. Ở đi các bạn cho thằng Hảo ăn. Mời các bạn nha. Anh cảm ơn anh đi kỳ quá nha. Nói gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn.
con ma dựng lên men đi. Mời bạn ăn nha. Hạnh cho cảm nghĩ đi Hạnh. Giống cái hương vị hồi sáng mình ăn luôn nha mấy bạn nha. Nhiều bánh tráng luôn Nguyên ơi. Xạo quá, cảm nghĩ nó xạo quá. Ngon. Mỗi giờ mình đâu ăn mình ăn không ngon nha các bạn. Trong buổi sáng anh ăn nhiều quá anh ngán à. Đây bánh mình làm nha các bạn. Phải như vậy nè ăn mới đã. Phải bự vậy nè. Đó nó. Quá đã luôn. Lột nè nó. Wow. Rồi cái này con nhỏ quá khó lột. Dính dừa. Mời bạn nha. Mặt. Hút nước hay vậy? Người ta gọi ăn bánh này nó mới giải như vậy. Gì ăn chả gì đây? Ăn bánh ăn kia ăn chả gì? Ăn mới đã. Cái gì? Chả giò hả? Cái gì? Ăn mới đã. Gì ăn cho giả gì? Giờ mình sẽ thử lần nữa cho cảm nhận nha các bạn nha. Bánh này nó rất là dai, thơm, thơm mùi lá chuối nha bạn, tại vì mình gói bằng lá chuối mà. Chưa cắn cái nữa cho cảm nhận nữa mình. Nước cốt thì rất là ngọt ngọt, mặn mặn, béo, nói chung là tuyệt vời nha bạn. Không nói gì hết Ngân. Ngon quá, mới nói gì giờ. Cái bánh đâu? Mỏng như là mỏng gì mà mỏng như lá lúa vậy? Rồi lột ăn đâu vậy? Lột ra thôi. Lột dai. Lột được không? Rồi được, 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 cũng sao? Còn lè. Ngày hôm nay bánh của anh em mình không thất thủ nha các bạn. Quá là ok luôn. Sao anh em? Ok không? Quá ok luôn. Ok hơn cái kéo chỉ là được rồi. Như đi bắt cá rồi không thất thủ. Sao nói tại mình, thôi mày đừng có bắt bẻ nữa, tao nói mày nghe đi, bắt bẻ nữa chứ. Thôi bạn ơi, thì bánh thì cũng đã làm rồi, ăn thì cũng đã ăn rồi các bạn. Còn bây giờ thì chắc anh em mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Tại vì cũng chiều rồi, anh em mình còn về phải ăn cơm nước rồi tắm rửa rồi nữa các bạn ơi. Còn coi tối nay có đi hay không nữa. Đi đâu? Tự hiểu. Nếu mà bạn nào thấy video này nhớ cho mấy anh em một like nè, được đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Còn bây giờ thì anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye, bye.